Thì mọi người thấy không? Mộ của nhạc sĩ Vĩnh Sử nằm ở bên trong cái chỗ đá kìa. Còn cái này thì sắp xếp ở đây. Mọi người có thể hiểu được rồi. Những cái này á, là để sắp xếp ngày mai á. Người ta sẽ dựng lên che ở trên mộ của nhạc sĩ Vĩnh Sử. Lúc trước nó là một ngôi mộ mình ạ. Thì khi mà chú mất ngày hôm qua á, thì bắt đầu người ta sẽ đào lên, người ta chuẩn bị ạ. Đó. Rồi, hai, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoa Mai TV của Hoàng Khang nha. Thì ngày hôm nay Hoàng Khang đang có mặt tại Hoa Viên Bình Dương, đến để tìm về cái chỗ an nghỉ của nhạc sĩ Vinh Sử, ông vua nhạc Xến đấy. Có cái bài hát mà mình rất là quen thuộc đó là Chào Em mọi người. Thì thực hư về nhạc sĩ Vinh Sử thì mình cũng có tìm hiểu rồi. Thì nhạc sĩ Vinh Sử đã mắc bệnh rất là lâu rồi. Thì trong cái lúc mà đấu tranh với bệnh tật thì bây giờ đã kiệt sức rồi, không qua khỏi nữa. Nhạc sĩ Vinh Sử có một cái nơi an nghỉ ở trên đây này. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi xem cái nơi an nghỉ Bạc Tỷ, nói chung nơi an nghỉ khá là đặc biệt của nhạc sĩ Vinh Sử ở trên Hoa Viên Bình Dương mọi người nhé. Như thế nào thì bây giờ mọi người cùng mình đi vào trong đây. Đây là cái đường nghệ sĩ dành riêng cho các nghệ sĩ ở trên Hoa Viên Bình Dương mọi người ạ. Thôi mình đi vào nhé. Để nói về Hoa Viên Bình Dương thì chắc mọi người cũng biết đây là một nơi an nghỉ cho những người đã qua đời, khá là rộng và khá là đặc biệt luôn. Thì cái chuyện mà mất mát và mất đi là cái chuyện bình thường mọi người ạ. Sinh lão bệnh tử, sinh ra rồi sống rồi trải nghiệm hết rồi là mình cũng phải đến cái con đường cuối cùng là mất đi. Vậy nên mình chỉ biết nói câu là chia buồn cùng gia đình nhà nhạc sĩ Vinh Sử. Đó, còn đây là ngôi mộ kiểu của các nghệ sĩ đấy, được tạo ra rất là đẹp mọi người ạ. Những ngôi mộ ở trong khu nghệ sĩ này này mọi người này thì nó rất là giá trị mọi người nhá, chứ không phải đơn giản đâu. Để được một ngôi mộ trong đây thì nó cả là một vấn đề. Chắc có nhiều người sẽ nghĩ rằng là chắc hẳn là các nghệ sĩ phải giàu có lắm thì mới vào đây. Thực ra thì cũng không phải mọi người ạ. Thì hôm bữa mình cũng có hỏi một người anh, thì anh có nói là cái khu này này, có nghĩa là Hoa Viên Bình Dương người ta dành riêng một cái khu này để cho các nghệ sĩ giàu nghèo gì không biết nhưng mà sẽ được an táng ở trong đây. Đó, cũng kiểu như là một cái đặc ơn đấy, là free đó, dành riêng cho các nghệ sĩ luôn mọi người ạ. Đó, thì tất cả các nghệ sĩ đều được chọn và thiết kế những ngôi mộ rất là đặc biệt nhé mọi người nhé. Những ngôi mộ như thế này thì có giá không rẻ đâu mọi người ạ. Trận đời trăm nẻo sông pha, thác nằm đất nghĩa vẫn là quê hương. Xa rạch giá về Bình Dương, đất lành nào cũng vẫn vương nghĩa tình. Đó. Đây là một bài thơ, có thể một ai đó đã tặng cho người bạn của mình hoặc là chính chủ ngôi mộ đã sáng tác trước khi mất ấy. Đó. Ở đây thì cái lứa tuổi của mình ấy, rất là nhiều những ngôi mộ mình không biết được rằng là nghệ sĩ đó là như thế nào đâu mọi người nhé. Tại vì lứa tuổi của mình thì nó còn quá nhỏ. Đây. Đây là đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mình ạ. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Đó. Mọi người biết không? Một cái khu mộ như thế này nó rất là rộng chứ không phải là nhỏ đâu nhá, nó rộng lắm. Ồ. Khoảng độ xem nào. 4 nhân với lại 5 nó khoảng độ 20 mét vuông mọi người ạ. Đó. Bây giờ mình đang đi gần vào tới khu mộ của nhạc sĩ Vinh Sử mọi người. À đây này, cho mọi người xem một tí đây. Wow, mọi người thấy không? Đây là những cái lá sen ở dưới, kiểu như dưới miền Tây á, người ta có loại lá sen khổng lồ này mọi người này. Thì người ta sẽ cho một cái mâm lên trên, thì người ta sẽ đứng lên mà đi ra được mọi người ạ. Đây là lá sen khổng lồ mọi người này. Nó rất là rộng luôn. Và mình thấy này, nó khá là gai luôn mọi người ạ. Gai kinh khủng luôn, gai cứng lắm. Kìa kìa, gai kìa. Đó. Đây là lá sen khổng lồ mọi người nhá. Cái này là mình có thể là cho một cái tấm nhôm hoặc là một cái mâm lên trên mình trèo thoải mái luôn. À. Bên này thì người ta tượng trưng cho một cái kỷ niệm. Đó là cái lưỡi cày và con trâu mọi người ạ. Đó, đây là lưỡi cày ngày xưa, rất đơn giản như thế này. Và con trâu.
trên lưng con trâu thì có chú bé thổi sáo. Ở đây cũng có mộ của, bây giờ mình sẽ cho mọi người đến thăm ngôi mộ mới, một ngôi mộ khá là đặc biệt. Đây, không phải ngôi mộ này đâu mọi người nhá. Đây là Soạn Giả Nhị Kiều này, Lê Văn Tám này. Đó. Để cho mọi người xem ngôi mộ này, một ngôi mộ mọi người có thể là nhiều người biết luôn. Mà ngôi mộ này cũng là ngôi mộ mới. Đây là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Còn. Còn bên này, đây mình muốn cho mọi người xem ngôi mộ này đây. Đây là mộ của nghệ sĩ nhân dân Kim Thanh Huệ. À, Thanh Kim Huệ mọi người nhá. Mình hay đọc mà nó bị ngược á. Thanh Kim Huệ. Tên thật thì là Bùi Thị Huệ á. Thì đến đây thì mình cũng quên. Mình không có mang nhang nữa cơ mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đâu một ít nhang mình thắp ở đây. Đó. Khu này là hầu như là nghệ sĩ hết mọi người nhá. Bên này là ông Lê Văn Sa, nghệ danh Hề Sa. Ở những người mà thuộc cái thập kỷ mà thập niên mà như vậy 6X, 7X thì mình nghĩ là vào đây là hầu như là nhận ra các nghệ sĩ này hết. Còn như lớp tuổi của mình trở đi ấy, 9X rồi là 2000 thì sau này có thể là sẽ bị lãng quên những người đang nằm ở đây. Những ca sĩ, những nghệ sĩ nổi tiếng ở đằng đây. Đó. Những nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ này cũng sau khi người mất thì mình mới biết được nghệ sĩ nhân dân này. Còn lúc trước thì mình cũng không có biết đâu mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ đi sang khu mộ của nhạc sĩ Binh Sử. À, đây là ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang mọi người này. Thanh Sang ở trong cái vở gì đây, nhiều, nói chung nhiều vở lắm. Mà mình cũng nghe nói ngày xưa diễn rất là ăn ý với cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga mà nằm ở dưới nghĩa trang nghệ sĩ ở cái Gò Vấp ấy mọi người. Thanh Nga, Thanh Sang. Đây, mình đang vào cái khu này cho mọi người xem tí nữa. Đây còn một cái chỗ trống. Đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang mọi người này. Đó. Ngày xưa thì nổi tiếng là cải lương thôi mọi người ạ. Cái thời và cái thập niên, những cái thập niên trước của mình là hầu như là cải lương. Cải lương như các chú, như chú Minh Phụng hứa. Sau này thì với đóng phim và với diễn hài và với ca nhạc nhiều, chứ ngày xưa là cải lương không à. Nghệ sĩ nhân dân Giang Châu này. Cái này thì mình quay thì mình cứ đọc tên cho mọi người nhá. Chứ nhiều khi cái máy quay của mình nó xa, nó không nhìn rõ chữ. Vậy nên mình đọc. Nhiều khi mọi người sẽ nói rằng là không nên đọc tên người mất, nhưng mà thực ra phải đọc cho mọi người để mọi người biết được rằng là đây là mộ của ai. Thì mình cũng không có làm gì phạm đến những cô chú, những ông, những, nói chung là những người đã mất ở đây cả. Chỉ quay cho mọi người xem và đọc tên để cho mọi người biết về những ngôi mộ nó khang trang, nó đẹp như thế này. Ngôi mộ ở trong khu gọi là khu nghệ sĩ ấy, toàn những ngôi mộ giá trị không mọi người. Thì đúng chuẩn là sáng ngày 15 mọi người ạ. Hình như là sáng ngày 15 tháng 9 là sẽ đưa linh cữu của chú nhạc sĩ Binh Sử lên đây để an táng ở trong đây này. Bây giờ mình sẽ vào xem cái chỗ an táng của chú như thế nào. Nói chung là trước là nó là một cái ngôi mộ, nhưng mà bây giờ mình không biết nó còn là ngôi mộ hay không. Đấy, mình cho chèn vào cho mọi người xem một đoạn là cái ngôi mộ của chú ngày trước. Bây giờ nó ra sao thì bây giờ mọi người cùng theo chân mình. Thì mọi người thấy không? Mộ của nhạc sĩ Binh Sử nằm ở bên trong cái chỗ đá kìa. Còn cái này thì sắp xếp ở đây. Mọi người có thể hiểu được rồi. Những cái này á, là để sắp xếp ngày mai á. Người ta sẽ dựng lên, che ở trên mộ của nhạc sĩ Binh Sử. Để an táng xong rồi chờ ráp mộ. Cho ổn định xong thì người ta cũng tháo. Đây. Mọi người thấy không? Mọi người vào mà có một con đường như thế này. Đây là mình nghĩ chuẩn luôn là ngôi mộ và nơi an táng của chú Binh Sử đây. Lúc trước nó là một ngôi mộ mình ạ. Thì khi mà chú mất ngày hôm qua thì bắt đầu người ta sẽ đào lên, người ta chuẩn bị ạ. Đó.
người ta đào lên chuẩn bị mọi người, rất là sâu nhá, mà người ta vẫn chưa hút hết đất đâu, nó còn khá là sâu nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là người ta cũng để độ sâu như thế thôi để cho chúng nó vùi cát thôi. Còn cái khuôn mẫu, cái bộ mẫu cũ thì mình nghĩ rằng có khi người ta sẽ sửa hoặc là người ta sẽ bỏ cái đấy đi, bỏ cái đấy đi, người ta thay vào một cái bộ mới. Ngày trước thì mộ nhạc sĩ của chú Vinh Sử này cũng giống giống kiểu như mộ như bên này này. Đó. Đây là nhà thơ Ngô Anh Chương mọi người nhé. Chú Vinh Sử sẽ nằm đây. Thì những mộ của các nghệ sĩ cũng vậy thôi mà. Thì đầu tiên người ta sẽ làm một cái huyệt như thế này. Quan trọng là lúc trang trí ở trên thôi mọi người ạ. Rồi người ta đưa linh cữu xuống rồi người ta vùi là cát lại. Vùi cát lại này người ta sẽ xây dựng và các làm các thiết kế cấu trúc mộ ở trên. Thì mình không biết rằng là mộ của chú Vinh Sử này sau này sẽ như thế nào. Thì hôm nào mà xong mình sẽ quay cho mọi người xem. Còn hiện tại thì như thế này. Thì mọi người, nói chung là cát bụi thì cũng sẽ trở về cát bụi. Sống trên đời này quan trọng là để lại được những gì. Như nhạc sĩ Vinh Sử này đã để lại rất là nhiều những bài hát do chính tay chú sáng tác. Đặc biệt bài Nhẫn Cỏ Chào Em mọi người. Đấy là một trong những bài mà mình thấy hay, thật sự hay luôn. Rất là nhiều bài nữa mọi người ạ. Mất đi nhưng mà để lại rất là nhiều những thứ mà cho cuộc sống này với lại cho cuộc đời này nhớ đến mình. Tuyệt vời mọi người ạ. Thôi nói chung video này mình kết thúc đây mọi người nhé. Chào hẹn gặp mọi người ở trong video sau. Ngày mai mình sẽ có một cái video về hỏa táng mọi người ạ. Có nghĩa là đi xem một cái hỏa táng của một minh tinh nổi tiếng luôn mọi người ạ. Nổi tiếng như thế nào và người đó là ai thì ngày mai mọi người sẽ được xem video trên kênh của mình lúc 6:30 tối nhé mọi người nhé. Chào mọi người, hẹn gặp mọi người video sau. Chào mọi người.